Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có trong bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, iPhone 15 với cụm Dynamic Island xuất hiện. Theo các báo cáo, tất cả các mẫu iPhone 15 dự kiến sẽ đều có Dynamic Island và mới đây đã xuất hiện một concept iPhone 15 theo đúng những gì được đồn đại. Về tổng thể, thiết kế của iPhone 15 dự kiến không thay đổi quá nhiều, chủ yếu đến từ mặt trước với sự xuất hiện của Dynamic Island nhưng khả năng cao là vẫn không được nâng cấp tần số quét lên 120Hz. Về phần cứng, iPhone 15 có thể được trang bị chip A16 giống như iPhone 14 Pro, trong khi iPhone 15 Pro được trang bị chip A17 Bionic mới nhất dựa trên quy trình 3 nanomet của TSMC. Thêm nữa, phiên bản Pro còn có khung viền là bằng Titan, RAM 8GB, các nút cảm ứng lực mới và ống kính tele kính tiềm vọng. Dường như Apple đang nhắm đến việc phục vụ những nhu cầu và ngân sách khác nhau của người tiêu dùng. Với các mẫu iPhone mới nhất của mình, iPhone 15 và iPhone 15 Plus sẽ cung cấp một thiết bị mới với tùy chọn giá cả phải chăng hơn, trong khi iPhone 15 Pro và iPhone 15 Ultra hoặc là iPhone 15 Pro Max sẽ cung cấp các tính năng và phần cứng cao cấp hơn cho người dùng. Tin tức tiếp theo, Apple bắt đầu phát triển màn hình Micro LED cho iPhone. Apple Watch Ultra thế hệ thứ 2 dự kiến sẽ là thiết bị đầu tiên của Apple sử dụng màn hình Micro LED. Sau đó sẽ đến lượt iPhone, iPad và Mac. Điều quan trọng là Apple sẽ không triển khai một cách ồ ạt công nghệ mới trên toàn bộ dòng sản phẩm của mình. Nguyên nhân là bởi các nhà cung cấp có thể mất một khoảng thời gian để sản xuất màn hình Micro LED với một số lượng lớn mà Apple cần. iPhone X là chiếc iPhone đầu tiên có màn hình OLED vào năm 2017. Tuy nhiên thì hiện tại màn OLED vẫn chưa xuất hiện trên tất cả thiết bị của nhà táo. Hiện tại, chỉ các mẫu iPhone Pro mới có công nghệ màn hình OLED mới nhất với tốc độ làm mới từ 1 đến 120Hz. Màn hình Micro LED do Apple phát triển sẽ sáng hơn, tái tạo màu sắc tốt hơn và có thể nhìn thấy từ nhiều góc độ hơn. Chúng làm cho hình ảnh trông giống như được vẽ trên mặt kính của thiết bị và là một kỳ tích công nghệ. Ngoài Micro LED, Apple cũng đang xem xét các cách khác nhau để cải thiện màn hình trên thiết bị của họ dựa trên những tài nguyên mà họ có sẵn. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày, gaming phone Black Shark của Xiaomi đang gặp nguy hiểm. Thương hiệu gaming phone Black Shark của Xiaomi đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới sau đợt sa thải nhân viên hàng loạt và không thể thanh toán tiền trợ cấp nghỉ việc cho họ. Đầu tuần trước, công ty đã gửi tin nhắn tới những nhân viên mất việc, thừa nhận đơn vị đang gặp khó khăn lớn và không thể thanh toán trợ cấp thất nghiệp ở thời điểm hiện tại. Black Shark sẽ tiếp tục tìm cách giải quyết tình hình và cam kết trả đủ các khoản cho nhân viên trong thời gian tới. Kể từ tháng 8 năm ngoái, họ đã sa thải ngót nghét 900 nhân sự. Black Shark được thành lập năm 2017. Nhanh chóng trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất gaming phone nhờ ưu điểm về cấu hình, hiệu năng khi so với các thiết bị smartphone khác. Tuy nhiên, công ty đã ngụp lặn cùng với thị trường chung trong năm 2022 khi nền kinh tế Trung Quốc chật vật với đại dịch Covid-19. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.